Bài 53, các nguồn nhiệt. Quan sát và trả lời. Những vật nào dưới đây là nguồn tỏa nhiệt cho các vật xung quanh? Hãy nói về vai trò của chúng. Liên hệ thực tế và trả lời. Bạn có biết những nguồn nhiệt nào khác không? Nhà bạn sử dụng những nguồn nhiệt nào? Nêu những rủi ro, nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống hàng ngày. Để đảm bảo an toàn, chúng ta phải làm gì? Bạn có thể làm gì để thực hiện tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống hàng ngày?